Cứu tôi, tôi bị đau tim. Thôi thôi thôi, đi ra đi, tim tim cái gì mà tim. Nó phỏng vấn. Nó ngã là ngã trời. Đừng nói tới đây ăn vạ nha. Trời mấy cái này lừa đảo chứ. Tim điếc gì. Không ai được cứu hết á. Anh ơi, anh có sao không anh? Để tôi đưa anh đến bệnh viện nhé. Còn phỏng vấn thì sao? Phỏng vấn lần này không được thì tôi đi công ty khác. Em không cần phải đi công ty khác nào đâu. Vị trí ở công ty này sẽ thuộc về em. Xin giới thiệu với các bạn, đây là anh Linh, giám đốc của công ty. Tôi biết anh chị ở đây là những người đều có học thức và có năng lực. Nhưng ở công ty chúng tôi đấy thì nhất định phải là tuyển những người có tâm. Xin chúc mừng em đã được nhận vào công ty này. Dạ em cảm ơn anh ạ. Thằng lâu đỡ chinh đi đã bị thiên khai cao bị đi hay đeo quá. 那些岁月我们一定会记忆